Một cái tin đáng buồn là kênh của tôi đã bị hacker tấn công vào lúc 1 giờ 13 chiều vào ngày 3 tháng 11 do một cái tệp .exe mà tôi tải về vì nghĩ nó là một cái ứng dụng hữu ích. Khi mà tôi mở cái file .exe đó lên thì không có cái chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là tôi biết là mình dính bẫy rồi đó mấy anh. Ngay lập tức là tôi xóa ngay cái file đó liền và bắt đầu quét virus bằng cái phần mềm cơ bản mà tôi có. Rất nhiều cái tệp có hại mà tôi đã tìm ra. Quá đắc ý luôn mấy ông, lúc đó là kiểu nghĩ thằng này nó còn non, làm sao mà lừa được tôi. Vậy là tôi đi ăn cơm xong cái tôi chơi game tiếp. Rồi lúc 1 giờ 13 tôi bắt đầu tắt máy tính ở chế độ ngủ, xong rồi tôi đi ngủ trưa. 30 phút sau tôi cài báo thức thức dậy, xong cái tôi phát hiện tài khoản Facebook tôi bay màu, bị đăng xuất ra, thay đổi toàn bộ cái thông tin. Sau đó tôi vào Gmail thì tôi nhìn cái đống thông báo Google gửi, nó gửi cho tôi những cái bảo mật cảnh báo gì đó. Lúc đó là tôi ngây thơ quá nên tôi cứ chăm chăm vô cái vụ lấy lại Facebook mà tôi không quan tâm tới Gmail luôn, tôi không nhớ luôn. Mà cái Gmail đó nó là cái tài khoản YouTube của tôi chứ. Trong khi mà đang lu bu tìm cách vượt qua xác thực hai yếu tố của Facebook thì có anh tôi ổng báo là cái kênh tôi xuất hiện một cái video mới, cái tiêu đề tiếng Anh. Trời đậu phộng, không có diễn tả nổi cái tinh thần lúc đó mấy ông à. Nó thốn quá đột ngột luôn mấy ông. Ghê thiệt, tôi là vốn dĩ tôi tưởng Google nó sẽ bảo mật hơn Facebook rất là nhiều. Bởi vì xong cái là tôi bỏ qua cái vụ Facebook luôn, xong cái tôi xem lại Google là quá trời cái mã xác thực gửi vô số điện thoại bảo mật để mà thay đổi thông tin cái Gmail. Trong lúc đó là tôi đi xóa liền video mới, tại vì nội dung của nó là làm lây lan thêm virus cho người xem ấy. Rồi sau lúc mà tôi kiểm tra lại mấy cái lớp bảo mật của Gmail thì tài khoản YouTube tạm thời an toàn. Xong cái tôi post lên một bài cảnh báo với lại liên thiên về cái tình hình hiện tại. Nhưng mà thật ra là cái lúc này là tôi nghĩ là ngon cơm rồi. Đó là cái lúc là sự căng thẳng của tôi nó lại giảm rồi, giảm nhẹ rồi. Sau đó 30 phút thì cái trang YouTube tôi xuất hiện thêm 2 video nữa. Tôi tiếp tục xóa hai cái video đó, xong cái tôi liên tục quét virus tiếp. Trời, số lượng virus nó chỉ có một con thôi, nhưng mà cứ quét xong là nó cứ sinh ra, quét xong là nó sinh ra tiếp. Xong cái lúc đó là tôi biết là cái cội nguồn của cái con YouTube này nó vẫn còn trong máy của mình. Một tiếng sau có bình luận trên video mới của kênh, và cái đó chắc chắn không phải video của tôi. Trong cái trang đăng nó không có cái giai đoạn đăng video, không thấy video trong một nội dung mà tôi có thể xóa luôn. Lúc này tôi mới từ từ hiểu là rồi, mình đang đối mặt với cái thế lực này to lớn lắm mày. Xong rồi như đã nói là tôi không có thể nào xóa video đó đi, mặc dù là cái chính kênh của tôi đăng. Xong rồi 10 phút sau thì video đó xuất hiện trong cái trang hệ thống mà tôi mới xóa được nó. Ở lúc đó tôi suy sụp mấy ông mày, họ gọi là suy sụp. Nhất nhất cái đầu chuẩn bị chiều là ngõm đó. Kênh YouTube của tôi nó có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu mà dù cho hên mà thằng hack nó vẫn không qua được lớp bảo mật của Google á, thì YouTube nó cũng sẽ cảnh cáo tôi. Tại vì nội dung mà video nó đăng lên là về crack app, thuốc ấy. Hoặc là YouTube nó sẽ ký đầu tôi, tại vì nhạc bản quyền mấy ông à. Gậy bản quyền, đau lắm. Thế là tôi tìm một chương trình khác để quét virus tốt hơn. Và đó là cái app do chính Microsoft cung cấp mà. Không còn gì mà là uy tín hơn được nữa. Nếu là cái phần mềm trước kia của tôi thì quá trình quét này nó mất 30 phút. Nhưng mà lần này nó quét lâu hơn gấp 3 lần, là tới 1 tiếng rưỡi. Quá là ngon luôn, tôi khoái liền mấy ông, khoái liền. Không còn video mới đăng trên kênh nữa. Không thấy ai tranh chấp Gmail, không thấy ai gình gặp nữa. Không còn một con virus nào phát sinh thêm nữa. Vì là tôi đã nghĩ mình đã tiêu diệt được cội nguồn, tự sinh ra virus trong máy của tôi. Lúc này là khoảng chừng 6 giờ tối. Tôi đang đi dạo với thư giãn vì nghĩ mình đã ổn định được mọi chuyện. Nhưng mà tôi vẫn đề phòng nha, tôi vẫn check tài khoản nha. Một tiếng sau thì thêm vụ tấn công Gmail xảy ra nữa. Địa chỉ tấn công là ở Nga, mấy anh Nga ngố quậy lắm. Thì ra này của mấy thằng Nga mấy ông à. Cái thứ mà tôi gọi là cội nguồn virus gần như là chỉ để đánh lừa tôi thôi. Lúc này là tôi chỉ biết ngồi đợi, nhưng mà như là trông chờ như dẫn mai mấy không. Đang mà lay quay thêm một cái lớp bảo mật cho Gmail thì bùm, tài khoản Google của tôi mấy không. Nó tự đăng xuất ra hết trơn. Trời ơi, con ngựa nó tôi lạnh hết gáy luôn mấy không. Tôi giống như là kiểu kiệt sức luôn, như thở dốc rồi tụt huyết áp rồi say sẩm, teo trứng cút, gút bình xăng các kiểu, đậu phộng. Nhưng mà tôi vẫn trong tinh thần bình tĩnh nha. Cái cảm giác tồi tệ này là chỉ là do bản năng thôi. Cái việc của tôi là phải bình tĩnh. Xong rồi lúc đó tôi đã bình tĩnh được, tôi xác định được là mình bị tấn công và đăng xuất ra như Facebook. Tôi giống như là hấp hối vậy, cố mà đăng nhập lại Google để đón chờ chỉ 5 chữ mật khẩu không chính xác thôi. Nhưng mà không mấy ông à, nó lạ lắm. Tôi vô một cái giao diện để xác nhận mình là chủ tài khoản. Xong cái tôi xác nhận được, xác nhận một cách đơn giản luôn, chỉ bằng mấy con số thôi. Xong cái tôi vô Gmail bình thường. Trong cái hộp thư thì nó báo cho tôi là có một ứng dụng độc hại từ Windows đăng nhập vào tài khoản của tôi. Chúng tôi đã đăng xuất tài khoản của bạn ra khỏi nó. Trời ơi, tôi mừng mấy ông, thở phào, gọi là thở phào. Nhưng mà sống lưng vẫn còn lạnh nha, huyết áp vẫn còn tụt. Nhưng mà mọi thứ nó đã trôi qua rồi mấy ông à.
Và lúc này là 8 giờ đêm, tôi ăn hết cái tô cơm lạnh ngắt của mình vì mà phải vừa ăn vừa giải quyết cái lỗi. Biết là nó đã tấn công thất bại nhưng mà nếu nó lặp lại liên tục với nâng cao thủ thuật hơn, tôi đâu có thể nào mà chủ quan được đúng không? Thế là tâm trạng lo lắng của tôi kéo dài tới hết ngày luôn. Và bây giờ là 4 giờ 45 sáng hôm sau tôi thức dậy. Đúng như tôi nghĩ là một vụ tấn công Gmail đã xảy ra, nhưng mà lúc này là nó tấn công vô một cái kênh YouTube phụ của tôi. Giống như lần trước Google đã ngăn lại một cách hiệu quả. Việc của tôi là chỉ cần xác nhận lại tài khoản, tất cả các tài khoản Gmail trong máy đều bị tương tự luôn. Từ lúc đó tới sáng hôm sau không có cái chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà tôi vẫn mang máy đi để kích hoạt lại Windows. Tôi vẫn đề phòng nhưng mà mọi thứ kết thúc thiệt rồi. Một good ending cho câu chuyện mà không được happy nhưng mà cũng được good. Tài khoản Facebook của tôi thì chưa thể khôi phục được, nhưng mà dù gì nó cũng tài khoản Facebook tôi không quan trọng lắm. YouTube thì không còn cảnh báo gì và không có vụ tấn công nào sau đó nữa. Ngoài lề một xíu thì vẫn còn một cái việc rất quan trọng là tôi được người thân phản ảnh cái việc mà không tìm được kênh mặc dù đã ghi đúng tên. Tôi còn phát hiện nhiều người search cái cụm từ này và có vẻ là nó để tìm tôi á, và nó đã trở thành một trong những cái từ khóa YouTube đưa lên luôn rồi. Vì vậy tôi cần mọi người giúp tôi đổi tên kênh, điều kiện là phải phù hợp với cái form tên mới cộng với vaccine, tại vì nếu tôi bỏ đi chữ vaccine á thì không có được. Nếu mà đổi vậy thì giống như đập kênh xây lại luôn em à. Còn nếu mà đổi thành cái form ngược lại là vaccine cộng tên á thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục lầm lẫn cái chữ vaccine này. Cuối cùng thì tôi xin cảm ơn mọi người đã xem video và trải qua một số cái hành trình tôi bị hack và lấy lại kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.